Rồi, hiện tại shop mình đã đầy đủ tất cả các mẫu hộp búp 3D chống chạy, chống xước, chống nước dành cho các bé cho mùa học năm 2023, thì các mẹ hãy tranh thủ, khi mà mẫu còn đầy đủ thì các mẹ hãy tranh thủ, các bố mẹ chúng ta hãy tranh thủ sắm cho các bé nhà chúng ta để chuẩn bị cho mùa học năm 2023. Thì đầy đủ mẫu cho bé trai và bé gái luôn, gồm có 7 mẫu cho bé trai và 6 mẫu cho bé gái. Thì mẫu bé trai bao gồm có là mẫu tên lửa phi hành gia và khủng long, còn mẫu bé gái thì bao gồm có ngựa bunny, nàng tiên cá và đúng không, và thỏ và mèo ha. Đó, đầy đủ màu sắc, đầy đủ kiểu mẫu dành cho bé trai bé gái tranh thủ, còn đầy đủ mẫu thì các mẹ hãy mua cho các bé ha, về mà đi học nha, rất là xịn sò luôn nha. Và bây giờ mình sẽ mở bên trong coi nó như thế nào nhé. Thì đây là bên trong của hộp búp bao lê. Đó, đường chỉ may nó là sắc nét, rất là dày dặn luôn nha. Đó, bên trong nó như thế này, nó còn một cái chuông như thế này nè, để nó giữ viết nè, thấy không? Rất là tiện lợi luôn nha. Đây là bên trong, dây kéo rất là mượt mà luôn, chống chày, chống xước ha, chống nước luôn. Rất là đẹp luôn, là mẫu bao lê nè, hình nổi.